Xin chào các bạn đến với kênh trồng hoa của mình nhé. Tiếp theo video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn này cách chiết nhân giống hoa hồng. Thì đối với hoa hồng này nó có rất nhiều là cách nhân giống các bạn, là cách nhân giống bằng ghép chiết. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách nhân giống nói chung đơn giản nhất, đó là chiết cành. Thì đối với cây hoa hồng chiết cành thì các bạn không cần phải chọn cành nhất thiết nó phải to đâu các bạn. Các bạn chỉ cần chọn cho mình cái cành có đường kính bằng cái điếu thuốc lá này thôi. Đường kính thân cành nó chỉ bằng cái điếu thuốc lá thôi các bạn này. Cành thì không nên già quá các bạn nhé. Cành nói chung là cành bánh tẻ một chút các bạn, cũng không nên già quá. Nếu mà già quá thì nó sẽ chậm ra rễ các bạn. Đây như cành này của mình này các bạn này. Thân của nó vẫn còn đang còn cái màu nó hơi xanh xanh này các bạn này. Đấy, nếu mà nó chuyển sang màu lâu đen rồi thì nó là già rồi, các bạn không nên chiết các bạn nhé. Thì đối với cái phương pháp chiết này thì nó rất đơn giản đấy các bạn. Mình dùng một con dao này các bạn, dùng một con dao như này. Xong các bạn khoanh cho mình một một khoanh vào đây. Đấy, mình cắt cái vỏ này sao cho cái con dao của mình, lưỡi dao của mình nó chạm tới cái thân gỗ bên trong các bạn nhé. Thì đối với cái khoảng cách mà mình khoanh vỏ này để mình chiết này thì các bạn khoanh cho mình khoảng độ 2 cm nhé. Đấy, khoảng cách ở 2 cm các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ chiết trên giá thể là rễ bèo các bạn. Thì đối với hoa hồng thì nó có rất nhiều giá thể để mình chiết. Mình có thể chiết bằng bùn trộn lẫn với mùn rơm dạ, hoặc là mình làm bằng giá thể bằng đất. Hôm nay thì mình sẽ chiết bằng cái giá thể coi như là rễ bèo khô các bạn. Đấy, xong các bạn hót này cho mình đi, hót bỏ cái vỏ đi. Các bạn bóc hết cho mình nhé, bóc hết cái vỏ đi cho mình. Bởi vì cái vỏ này mình mà không bóc hết là sau là nó sẽ bị liền lại các bạn, nó sẽ không ra rễ được. Các bạn bóc hết cái vỏ cho mình. Mùa này nói chung là mùa xuân rồi, khí hậu nói chung là rất là dễ để chúng ta nhân giống hoa hồng. Nó không khó các bạn. Hôm nay thì mình chiết cái cành hồng đào cổ các bạn. Đào cổ là một cái giống đào cũng rất là khỏe các bạn. Hoa ra quanh năm, rất là dễ trồng, mà đặc biệt là không mấy khi phải dùng thuốc đâu các bạn. Không như là giống hồng ngoại. Trong hồng cổ này thì nó ít sâu bệnh hơn, nó không bị lấm lá như là cái hồng ngoại. Nếu các bạn trồng hồng ngoại nhiều thì các bạn biết, sau những ngày mưa nhiều ngày là những cái giống hồng ngoại nó hay bị, nó hay bị đốm lá các bạn. Nó hay bị đốm lá và nó dẫn đến coi như là cây hay bị lụi tàn các bạn. Các bạn bóc hết cho mình. Mùa này thì các bạn tranh thủ nhân giống hoa hồng đi, mùa này nhân rất là dễ. Đang khí hậu đang mát mẻ. Sau khi các bạn đã lột vỏ ở cái chỗ khoanh này thì các bạn cạo cho mình. Cạo cho mình một lần này để mình đẩy hết những cái vỏ nó còn dính ở cái thân, cái khoảng mình cắt này đi. Cho nó khỏi tiếp dinh dưỡng. Thì nếu mà còn là nó tiếp dinh dưỡng từ dưới này lên trên này là cái cành này nó sẽ không ra được rễ các bạn. Các bạn cạo hết đi cho mình. Cạo đi để bắt buộc cái cành này nó bắt buộc nó phải ra rễ ở phía trên này các bạn. Nếu mình không cạo thì nó sẽ tiếp dinh dưỡng ở đây qua cái vỏ còn sót lại ở đây, nó sẽ nuôi cành này và không ra được rễ ở đây các bạn. Đấy, nên các bạn cạo hết này cho mình.
Sau khi cạo xong này, các bạn có thể để lại một vài ngày, các bạn bó bầu chiết cũng được, còn không các bạn bó ngay cũng được. Mình thì mình bó luôn các bạn nhé. Đối với chiết cành này thì cũng có người ra dùng kích thích, người ta làm cho nó nhanh cho dễ. Như đây hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn là cách chiết không cần phải kích thích các bạn. Đấy, các bạn cạo cho nó trắng cái thân ra như này cho mình. Đây là cái rễ bèo khô các bạn này. Đây, rễ bèo khô các bạn nhé. Rễ bèo hay còn gọi là rễ lục bình đấy. Nên các bạn thấy ở chỗ nào nó có thì các bạn lấy cái rễ này về, các bạn phơi khô đi. Phơi khô đi rồi các bạn làm giá thể. Mình làm giá thể mình chiết rất là tốt các bạn. Sẽ làm cái bầu khoảng chừng này các bạn. Làm bé hơn cũng được, như bé hơn thì sau khi mà nó ra rễ thì mình cắt đi mình trồng thì cái bầu nó bé quá thì nói chung là nó cũng tỷ lệ sống nó cũng kém các bạn. Mình cứ làm hẳn cái bầu nó như thế này, cộm vào nó to như này các bạn. Đấy, thì sau khi mà cái rễ nó trắng ở đây thì mình trồng đảm bảo sống 100%. Sau đó các bạn đem đi, các bạn nhúng nước. Các bạn nhúng nước này cho mình nhé. Đấy, mình nhúng nước để cho nó ẩm cái rễ bèo này các bạn. Sau đó các bạn vắt nó khô khô đi. Các bạn bó nó vào đây. Các bạn nhớ là bó đúng cái chỗ mình cắt để mình chiết nhé. Làm sao nó chồm hai đầu này, mỗi đầu khoảng độ 3-4 cm các bạn nhé. Chứ đừng bó ở cái chỗ mà cái vết trắng mình cắt không. Bởi vì chỗ đấy là rễ nó sẽ không ra. Chủ yếu là rễ nó ra trên đầu trên này này, còn đầu dưới này thì nó cũng không ra đâu các bạn. Sẽ ra cái rễ ở cái phía đầu trên này. Nên mình sẽ bó nó dồn về phía trên này nhiều hơn. Tiếp đến các bạn dùng cái ni lông trắng này, các bạn quấn vào cho mình. Đấy, các bạn quấn vào cho mình. Quấn như này. Cái dây trắng như này này các bạn. Bạn buộc vào đây cho mình nhé. Đấy, các bạn quấn nó chặt vào. Các bạn buộc tiếp đầu dưới này cho mình. Tiếp đến thì mình sẽ quấn vòng quanh cái bầu này cho nó giữ chắc các bạn. Cho nó giữ chắc, nó ôm lấy cái chỗ vết cắt. Dây này mình lối nó có cái mấu các bạn. Không, mình cắt ngắn quá. Bạn cắt dài dây ra. Đấy, các bạn bó như này cho mình. Tiếp đến các bạn cắt bỏ cái đầu thừa đi. Cái đầu dây mình lỗi thừa này mình cắt bỏ đi các bạn. Đấy, lúc này ta đã có một cành chiết rất là ok rồi các bạn. Đấy, một cành hoa hồng mình chiết rất là tuyệt vời rồi. Chung cái thao tác chiết này rất là dễ các bạn. Ai làm được các bạn nhé. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh. Và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới.